X51 Story mến chào quý thính giả. Vải là một loại quả đặc trưng cho mùa hè ở nước ta. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng am hiểu một cách tường tận về loại quả này từ lịch sử, nguồn gốc cho tới đặc điểm, công dụng. Thời xưa, vải là một loại quả quý hiếm, chỉ vua chúa mới được ăn. Trong sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn, quả vải được hết mực khen ngợi, đề cao, mã ngoài như lụa hồng tơ tía, thịt vải như thủy tinh, như giáng tuyết. Ở nước ta hiện nay, cây vải lâu đời nhất được 200 tuổi, là của cụ Hoàng Văn Cơm tại Thanh Hà, Hải Dương. Trong một lần dự tiệc với người Hoa Kiều, cụ đã lấy về 3 hạt vải có gốc Thiều Châu, Trung Quốc để ươm trong vườn nhà. Chỉ có một cây duy nhất sống được và cho quả rất ngon. Đó được coi là thủy tổ của tất cả các cây vải ở Việt Nam ngày nay. Ngày hôm nay, X51 Story xin cùng quý thính giả tìm hiểu về nỗi oan của nàng Dương Quý Phi và câu chuyện thú vị liên quan tới trái vải nước Nam. Dương Quý Phi, sinh năm 719 mất năm 756, còn gọi là Dương Ngọc Hoàn, là sủng phi của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Người đẹp này được xếp vào một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Người đời ví von rằng, sắc đẹp của Dương Quý Phi khiến hoa thu mình lại vì thẹn, gọi là tu hoa. Đường Huyền Tông vì mê đắm sắc đẹp của Vương Phi này mà bỏ bê triều chính. Những ân sủng mà Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý Phi kéo theo những yến tiệc thâu đêm suốt sáng, như một giấc mơ kéo dài. Bạch Cư Dị thời Đường đã miêu tả trong bài thơ Trường Hận Ca: suốt ngày tháng tiếc hoa vui mãi, đêm xuân tàn xuân lại còn đêm. 3000 xinh đẹp chị em, 3000 yêu quý chất nêm một mình. Cùng với việc sủng ái Dương Quý Phi, Huyền Tông bỏ bê triều chính, mặc cho gian thần và người nhà của Dương Quý Phi lộng hành, ngân khố cạn kiệt, bóc lột vơ vét thậm tệ, thậm chí người dân phải nộp 30 năm thuế trong một lần. An Lộc Sơn là người đột quyết, được Dương Quý Phi nhận làm dưỡng tử, được Huyền Tông tin cậy phong tiết độ sứ Tam Chấn, nắm toàn bộ vùng Đông Bắc Trung Quốc, tổng binh mã 1/3 quân số nhà Đường. Năm 755, An Lộc Sơn phát động cuộc phiến loạn chiếm Trường An, buộc Huyền Tông phải tháo chạy khỏi kinh đô. Tại Gò Mã Ngôi, binh sĩ nổi loạn, ép Huyền Tông phải giết Dương Quý Phi. Sau này, Đường Minh Hoàng tìm không thấy xác Quý Phi, xây cho bà một ngôi mộ gió tại Gò Mã Ngôi. Thời nhà Đường, người ta ưa chuộng thân hình đầy đặn, to béo của người phụ nữ. Ngoài vẻ đẹp bên ngoài, vải còn chứa lượng đường rất cao. Vì vậy, Dương Quý Phi mới tích cực ăn vải để có được thân hình nở nang, mỡ màng. Ngoài ra, theo một số nghiên cứu, người đời xưa còn ăn vải để bổ sung năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch và sự hứng thú trong chuyện ấy. Dương Quý Phi thích ăn vải từ lâu đã thành giai thoại nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Để làm vừa lòng Dương Quý Phi, Đường Huyền Tông đã ra lệnh lập ra con đường cống đạo chạy dài mấy nghìn dặm từ Lĩnh Nam tới Trường An. Đây chính là con đường dịch trạm, một phương thức truyền tin nhanh hình thành từ thời Tây Hán để liên lạc từ phương Nam lên kinh đô ở phương Bắc, khoảng 10 dặm để một trạm ngựa, 5 dặm một nơi nghỉ. Thời Đường, nếu chỉ để truyền tin tức, một ngày có thể đi 500 dặm. Có lẽ, vải Lĩnh Nam và giao chỉ đã theo dịch trạm mà truyền về Trường An để Dương Quý Phi thưởng thức. Người lẫn ngựa đã phải vượt hàng nghìn dặm để khi tới kinh thành, hương vị của trái vải vẫn tươi nguyên. Đỗ Phủ, nhà thơ nổi tiếng đời Đường, sống cùng thời với Dương Quý Phi, viết chùm thơ Giải Muộn đã gián tiếp xác nhận việc đưa quả vải từ phương xa về cho Dương Quý Phi, cho biết rằng, sau khi Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng qua đời, quả vải tươi vẫn được mang đến để phục vụ cho cung đình nhà Đường. Tiên đế Quý Phi tuy đã khuất, lệ chi vẫn cứ nhập Trường An, mỗi độ phương xa dâng quả hiếm, điện ngọc nên thương kẻ nhọc nhằn. Trái vải đưa về Trường An cho Dương Quý Phi thưởng thức là trái vải phương Nam, gồm vùng Lĩnh Nam, cũng còn cả vải của vùng Giao Chỉ, đều là của ngon vật lạ mà các tiết độ sứ không tiếc công sức truyền về Trường An để làm đẹp lòng hoàng đế và sủng phi của ông ta. Số phận của Dương Quý Phi kết thúc một cách bi thảm. Ông vua đa tình Đường Minh Hoàng sau loạn An Sử, bị đẩy lên làm Thái Thượng Hoàng. Năm 762, Huyền Tông vì quá nhớ nhung Dương Quý Phi, cơ thể suy nhược, qua đời trong hưu quạnh. Nhưng người đời vẫn nhớ mãi về sự tích Dương Quý Phi. Lỗi lầm về việc làm suy vong nhà Đường không thể trút lên đầu một người đàn bà, mà là lỗi lầm của đấng quân vương. Bạch Cư Dị, nhà thơ lớn thời Đường, viết bài Trường Hận Ca nói về mối tình Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi, kết rằng có hồi đất sụp trời xa, giận này rằng giặc chẳng giờ nào nguôi. Nhân đây cũng nói thêm rằng, cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan ở nước ta thường được cho là có liên quan đến việc triều cống quả vải thiêu. Có điều, nó không liên quan gì đến Dương Quý Phi, vì khi khởi nghĩa nổ ra năm 713, Dương Ngọc Hoàn mới 6 tuổi, còn ở tận đất Thục. Vải Giao Chỉ từng được Hán Vũ Đế biết đến. Theo ghi chép của cây hàm trong Nam Phương Thảo Mộc Trạng thì vào năm 111 trước công nguyên, Hán Vũ Đế sau khi diệt Nam Việt của Triệu Đà, đã sai đem 100 cây vải từ Giao Chỉ về trồng trong cung Phù Lệ ở Trường An, song trên đường vận chuyển, cây vải chết do lạnh. Từ đó,
vua Hán yêu cầu tiến cống vải. Cổ kim sử văn loại của Trúc Mục đời Tống từ năm 960 đến năm 1279 cũng chép việc Ngụy Văn Đế từ năm 220 đến 226 cho quả vải và long nhãn là loại quý lạ của phương Nam và lệnh hàng năm quận giao chỉ, cửu chân phải cống nộp. Sách An Nam Chí Lược do Lê Tắc người Việt Quy Thuận Triều Nguyên, viết tại Trung Quốc vào thế kỷ 14, ở quyển 5, Mục Tiền Triều Chi Sớ Thư Sớ của các đời vua trước, có ghi lại bức thư của Đường Khương, trong năm đầu niên hiệu Vĩnh Nguyên, năm 89 Công Nguyên, dâng thư cho Hán Hòa Đế can rằng, thần nghe người trên không lấy đồ ngon vật lạ làm đức, người dưới không lấy việc cống hiến đồ ăn làm công, chúng thần thấy bảy quận ở giao chỉ dâng những trái long nhãn, lệ chi thì phải trong khoảng 10 dặm để một trạm ngựa, 5 dặm một nơi nghỉ để tiện ngày đêm chuyển đạt. Xét lại đất Nam nóng này, khắp các ngả đường đều có ác thú khiến cho nhiều người bị chết dọc đường, và lại, hai vật này được dâng lên triều đình, vị tất có thể làm cho sống lâu thêm. Hòa Đế bèn hạ chiếu, của quý của nước xa lạ mà đem về vốn là để dâng lên phụng thờ tông tổ, nếu có sự tổn hại đến dân thì trái với lòng thương dân. Vì vậy, hạ sắc dụ cho các quan lớn không nên cống hiến lệ chi và long nhãn nữa. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.